đây là một cái góc đứng, góc mình đứng ở cái góc quay khác và bạn có thể thấy cũng vẫn là thấy nhà và nhà. Ở đây hai cô gái với Nhật và mình thấy phải nói là cực kỳ thích luôn. Wow, những tòa nhà. Và mình không biết là những tòa nhà thế này mà họ xây cao phải nói là đúng là rất là khâm phục, bởi vì ở bên Nhật ấy, thì động đất thường xuyên diễn ra liên tục luôn. Hầu như là quanh năm suốt tháng ở bên Nhật là đều động đất, nhưng mà những tòa nhà như thế này họ xây vẫn rất là kiên cố và chắc chắn mà khó có thể là bị đổ. Phải nói là rất là khâm phục. Và cái cảnh trời hôm nay mình thấy cũng khá là đẹp đi. Nó cũng trời xanh mây trắng. Đó là cực kỳ đẹp.